Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC vừa cho biết, trước đợt bùng phát virus Nipah, gọi tắt Nip, tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện giám sát 24/24 người nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế, ở cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để cách ly. Bên cạnh đó, HCDC cũng lưu ý các hành khách đi về từ vùng dịch. Nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, nhức đầu từ 3 đến 14 ngày, cùng với các dấu hiệu hô hấp như ho, đau họng và khó thở, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời. Theo HCDC, Nip là một loại virus lây truyền từ động vật sang người, từ thực phẩm bị ô nhiễm hoặc lây truyền trực tiếp giữa người với người. Trong tuần qua, đợt bùng phát virus Nip tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đã khiến 6 người mắc, trong đó có 2 người tử vong, 1 người thở máy.